Chào bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của một số dòng điện thoại của hãng Oppo tại thế động mà ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào con Oppo A55 có giá là 4990. Con này chỉ hỗ trợ bạn trả góp 0% lãi suất thôi ha. A55 thì nó sở hữu RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, pin 5000 và sạc nhanh 18W các bạn ha. Sử dụng con chip MediaTek Helio G35. Camera phía sau là 50 megapixel các bạn ha. Camera selfie là 16. Rồi tiếp theo Oppo A95 giá là 6990. Khi bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây, A95 sử dụng chip Qualcomm 662, RAM 8, bộ nhớ trong 128 bạn. Nó khá là đẹp luôn. Bán rất là chạy luôn. Tiếp theo là Oppo A94 với giá là 7.690. Khi các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất hoặc con này không có hỗ trợ không lãi suất các bạn ơi. Khi bạn mua sẽ giảm 390.000 ha, hoặc tặng phiếu hàng bắt có xanh 590 thôi. 94 sản phẩm cũng khá là lâu rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con bộ đôi Oppo Reno 6Z giá là 9.490. Reno 6Z này thì RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn. Đây nó có giác đèn màu đen ha. Pin 4310mAh và sạc nhanh 30W. Con này thì nó sử dụng chip là Dimensity 800U, sử dụng được 5G các bạn nha. Camera chính phía sau là 64, selfie là 32. Đây là nó 6Z màu bạc. Đây chiếc máy màu rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo chúng ta Oppo Reno 6 Pro với giá là 18.990. Đây là Reno 6 Pro. Cái máy cao cấp của Oppo bạn. Rất là đẹp luôn. Nếu thích Android, mình thích Oppo nó xài con này rất là đẹp luôn mà. Con này thì giá 18.990. Giảm giá được 1 triệu hoặc là tặng phiếu mua hàng bắt có xanh 1 triệu rưỡi ha. Hoặc là góp 0% lãi suất. RAM 12GB, bộ nhớ trong 256. Pin 4500 sạc nhanh 65W. Rồi, Oppo A16K giá là 3.690. Đây A16K. Máy trong phân khúc giá rẻ của Oppo bạn, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB ha. Chúng ta sẽ có con Oppo A15s với giá là 4.290. Con này thì hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất ha. A15s này thì nó chạy con chip Helio B35 8 nhân, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn nha. Pin 4230 và hỗ trợ sạc 10W các bạn. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Oppo ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye.